Chào cả nhà các bạn, hôm nay nhân dịp Father Day cả nhà đi coi phim nha. Đây phim mà cho mọi lứa tuổi đây. Trước khi vào rạp thì luôn luôn có cái chỗ coi như là chơi game, dụ con nít cũng như người lớn. Còn phía này là bán giải khát cũng như là popcorn. Xem phim mà cả nhà đi ăn đồ Đại Hàn đây, barbecue Đại Hàn, coi như là nhân ngày Father Day, cháu Quang mời cả nhà đi tiệm Korean barbecue. Say. Thank you, Emily. Thank you, Emily. How are you today?